Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Hôm nay sẽ làm một video nói về chủ đề thần thoại thời thượng cổ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé với channel của mình thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Đối với tất cả những độc giả yêu thích những câu chuyện thần thoại xưa thì hẳn ai ai cũng thuộc lòng câu chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa của nhà văn Hứa Trọng Lâm. Đây cũng chính là tác phẩm gần như mở đầu và cũng là truyền cảm hứng cho rất nhiều những câu chuyện thần thoại ra đời về sau. Chính là nói về cuộc tranh đấu giữa Xiển giáo và Triệt giáo. Hai giáo phái này thì đều thuộc là đồ tôn của Hồng Quân Lão Tổ. Tuy nhiên tại văn đàn của Trung Hoa gần đây xuất hiện một bối cảnh câu chuyện được coi là tiền thân và cũng là cảm hứng cho Hứa Trọng Lâm viết ra Phong Thần Diễn Nghĩa. Nội dung của điển tích này chính là Phong Thần, vốn là cuộc tranh chấp giữa Hồng Quân và Nữ Hoa. Câu chuyện này có nội dung như sau: Thượng cổ Hồng Hoang, Phong Thần đại kiếp sắp đến. Nữ Hoa Nương Nương cùng với Hạo Thiên Thượng Đế sắc lệnh tam thành thập nhị kim tiền, thuận theo thiên mệnh, hừng trù diệt thương. Chúng thần ứng kiếp, môn nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Nhưng mà chuyện đại sự như thế, Hồng Quân Lão Tổ lại không có tham dự, bởi vì Hồng Quân cùng với Nữ Hoa Nương Nương phải giao chiến một trận. Hồng Quân Lão Tổ là ân sư của Tam Thanh, Nữ Hoa Nương Nương là thánh mẫu hai tộc nhân yêu, hai người tỉ thí đến cùng người nào sẽ thắng. Ở trong năm tháng dài vô tận, Hồng Quân Lão Tổ kế thừa sáng lập Nguyên Linh, chân đạp tình tòa mà đến. Ban Cổ chính là người bạn thứ nhất mà Hồng Quân gặp được ở phương thế giới này. Mà Nữ Hoa Nương Nương thì là sau khi Ban Cổ khai thiên tích địa mới bắt đầu, từ huyết mạch Ban Cổ diễn hóa mà ra. Khi thế giới còn ở thời điểm sơ khai, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng và Long Tộc thống lĩnh phi cầm tàu thú, nhân lực thực lực yếu đuối. Hồng Quân cảm niệm ân tình cùng với Ban Cổ xưa kia, liệt xuất thủ tương trợ Nữ Hoa cùng với Phục Hy tu hành. Thiên nhân Nữ Hoa thiên phú dị bẩm, kinh diễm tuyệt tuyệt, cũng không lâu lắm, ước chừng hai ước năm, liền trở thành người có thực lực mạnh nhất ở bản cổ giới. Thế là một bộ phận phi cầm tàu thú quy phục nhân tộc, ước định làm tọa kỵ, cộng đồng cùng nhau tiến bộ. Một bộ phận khác thì thề phải chiến đấu đến cùng, được xưng là yêu ma, theo Nữ Hoa quật khởi. Hồng Quân dần dần không còn quan tâm đến sự tình ở tam giới, Nữ Hoa thì phụ trách thủ hộ trật tự tam giới mới. Nhưng mà trụ vương tại Nữ Hoa cung đã đề tự những lời sắc sược, điều này đã khiến Hồng Quân cùng Nữ Hoa trở thành thế đối đầu. Nữ Hoa cho rằng trụ vương dâm loạn bất kính đối với mình, liền muốn cho hắn biết thế nào là dám khinh khi thánh nhân. Còn Hồng Quân cũng không đồng ý với hành vi này của Nữ Hoa. Mặc dù trụ vương có lỗi, nhưng là tội không kịp lê dân, là thần thánh cũng không nên can dự vào chuyện của nhân loại. Nhưng mà Nữ Hoa Nương Nương cho rằng không giữ quy củ không thành phương viên, trụ vương thất đức nên tạo lôi đình chấn nhiếp răn đe. Thế là Nữ Hoa cùng Hồng Quân ước định ở phía trên quân luân tỉ thí một trận, quyết định cái gọi là thiên mệnh. Nếu như Hồng Quân thắng, Nữ Hoa cùng Hỏa Vân Tam Thánh cùng Hạo Thiên Thượng Đế cũng không tính đến hiểm khích lúc trước. Nếu như Nữ Hoa thắng thì Tam Thầy Môn Nhân phối hợp cùng Nữ Hoa thôi diễn thiên mệnh, Hồng Quân tị thế, lấy trận đấu pháp này để quyết định vận mệnh thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế khi đó vẫn là thiếp thân đồng tử của Hồng Quân Lão Tổ, chính là nhân chứng của cuộc giao tranh này. Cuối cùng, Hồng Quân Lão Tổ lạc bại, Nữ Hoa chiến thắng, thiên mệnh sở quy, từ đây phong thần bắt đầu. Tam Thành nghe theo thiên mệnh, Hồng Quân Lão Tổ mặc dù thua, nhưng cuối cùng nhất vẫn lưu lại một trợ thủ, dùng Ngọc Đế để truyền pháp. Từ đây trong tam giới lại xuất hiện một người đứng đầu mới, vị này chính là Vô Cực Vô Thượng Thánh Khuếch Lạc Phát Quan Minh, Tịch Tịch Hạo Vô Tông, Huyền Phạm Tổng Thập Phương, Trạm Tịch Trần Thường Đạo, Khôi Mạc Đại Thần Thông, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Khùng Cao Thượng Đế. Mà Ngọc Đế cũng đã từng có thơ nói rằng, vô lượng kiếp trước thanh y đồng tử, khom người trước Hồng Tổ, tiếc bại tại Nữ Hoa, đạo trời liền sáng tỏ, phong thần kiếp hiện, Ngọc Hoàng xuất thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về Hồng Quân và Nữ Hoa được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử hay kể cả những tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn như là Kim Dung, Đan Thanh, Mã Vĩnh Thành hay là Cổ Long thì các bạn tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.